Hai Pencil Studio. Tập phim Ngày hội mua sắm Phần 1. Loa, ngày hội mua sắm siêu giảm giá đây. Ngày mai tại trung tâm thương mại từ 7 giờ sáng. Ưu đãi cực lớn, toàn bộ mặt hàng. Loa. Wow. Đây. Wow, nhiều đồ chơi xịn quá, lại còn rẻ nữa. San, cho bọn em xem với. Ngày mai San sẽ mua bộ đồ siêu nhân, mặc vào là bay được luôn đó. Còn em sẽ mua búp bê biết nói này, dễ thương ghê. Wow, em phải sắm con robot này mới được, nó làm được rất nhiều chuyện. Anh Đỏ thì sao? Thôi, đông người lắm, anh bận ở nhà ăn rồi. Ngày mai họ cũng bán nhiều đồ ăn ngon lắm đấy. Cho anh đi với. Anh Đỏ ham ăn ghê. Cho anh đi với. Ngày hội mua sắm sẽ đông lắm đây, phải nhanh tay mới mua được đồ chơi đó. Vậy thì tụi mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ thôi. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ thi xem ai mua đồ nhanh nhất. Ai lấy được gấu bông trước sẽ chiến thắng. Em vàng cố lên. Anh xanh cố lên. Một, hai, ba, bắt đầu. Yeah, vàng sắp về đích rồi. Tới lúc dùng tuyệt chiêu này rồi. Liêu liêu, đố bắt được xanh nè. Giang. Đã vậy thì. Trời ơi, siêu nhân thật kìa. Đâu? Trò chơi kết thúc. Em vàng đã lấy được gấu bông. Các em nhớ chưa? Ngày mai phải nhanh nhẹn như vàng nha. Và không được xì hơi lung tung như anh xanh. Đồng ý. Lần sau á, xanh không dám nữa. Mai chúng mình phải dậy sớm để mua sắm. Hôm nay mọi người ngủ sớm nhé. Đúng 6 giờ tối là mọi người phải đi ngủ đó. Ok. Tới giờ rồi, tắt đèn đi ngủ thôi. Em không ngủ được. Anh cũng vậy. Của tớ, cái nào là của tớ? Wow. He
đồ chơi xịn nhất năm nay đây. Số lượng có hạn, mua ngay kẻo hết. Mãi vô, mãi vô. Hãy cho tôi, cho tôi nữa. Cho tôi một con, tôi năm con luôn. Cho tôi năm con. Tôi mười con. Tôi đẹp quá. Nhưng tụi mình đâu có đủ tiền mua. Đi thôi nào các em. Anh đi ăn đây. Khi nào mua đồ xong thì gặp nhau ở chỗ này nha. Bye bye. Đi thôi. Ôi không, mình tới muộn quá. Chào chị Vàng. Em là búp bê biết nói đây. Hả? Búp bê ơi, chị tới đón em về đây. Trời, ai thế nhỉ? Không được, của tôi mà. Của tôi mà. Của tôi mà. Của tôi mà. Không được, mình không chịu đâu. Của mình tôi mà. Nha, đưa đây. Kẻ đây. Đó cho. À ha, robot đa năng đây rồi. Hả? Lạ nhỉ. Xin lỗi. Không sao. Cậu sao vậy? Không có gì. Chuyện gì vậy ta? Của bạn hết 100 xu. Hả? Ví của mình đâu mất rồi? Không lẽ là đó là ví của mình mà. Không, cậu nhầm rồi. Cậu lấy ví của mình? Nope. Đúng rồi, vừa nãy cậu đụng trúng mình. Mau trả lại cho mình.